kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh Truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay tại Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Dự án đường dây 500 kV 3 gồm 4 dự án thành phần có tổng chiều dài khoảng 519 km với 1.179 vị trí móng cột. Tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, dự án đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hiện nay tổng công suất nguồn điện không thiếu khoảng trên 75.000 MW, trong khi nguồn khả dụng khoảng 50.000 MW. Song trong năm 2023 vẫn xảy ra thiếu điện cục bộ, nguyên nhân là do việc điều hành chưa tốt. Do đó, năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sớm về tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo, đồng thời triển khai các giải pháp về công tác cán bộ. Những cán bộ chưa hoàn thành trách nhiệm bảo đảm cung ứng điện năm 2023 đã bị xử lý và đang tiếp tục xử lý theo quy định. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài là dự án trọng điểm cấp bách, có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, thuộc ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao quà Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 của Chủ tịch Quốc hội tặng cho nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 300 suất quà Tết là nghĩa tình của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với tỉnh Đắk Lắk trong dịp Tết đến xuân về, nhất là đối với bà con ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực, cố gắng khắc phục những khó khăn, phát huy những thành tựu để phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, đảm bảo quốc phòng an ninh. Lãi suất huy động của ngành ngân hàng sẽ duy trì ở mức đáy trong suốt năm 2024. Do Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu duy trì môi trường lãi suất thấp để hỗ trợ phục hồi kinh tế, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cắt giảm lãi suất điều hành thêm 0,5% trong quý 2 năm 2024, đưa lãi suất tái cấp vốn về 4% một năm và lãi suất chiết khấu về 2,5% một năm. Do đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân được kỳ vọng duy trì ở vùng thấp 4,5-5% một năm trong năm 2024, đồng thời kỳ vọng lãi suất cho vay bình quân sẽ giảm thêm 0,5-1% một năm trong năm 2024 nhờ chi phí huy động vốn của các ngân hàng thương mại thấp. Phía Trung Quốc cho biết sẽ xem xét tạo cơ chế đặc biệt cho các cơ sở đăng ký xuất khẩu tôm hùm bông sang thị trường này và sẽ đưa vào nghị định thư giữa hai nước. Trung Quốc sẽ khẩn trương hoàn thành rà soát pháp lý để ký trong thời gian sớm nhất 3 nghị định thư, bao gồm nghị định thư về xuất khẩu thủy sản khai thác tự nhiên, nghị định thư về xuất khẩu cá sấu nuôi và nghị định thư về xuất khẩu khỉ nuôi từ Việt Nam sang Trung Quốc để phục vụ nghiên cứu khoa học. Hiện Việt Nam đã xây dựng được các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh và sản phẩm đã được nhiều nước chấp nhận nhập khẩu. Nếu mở cửa được sản phẩm gia cầm vào Trung Quốc thì đây sẽ là thị trường tiềm năng rất lớn. Các trang trại, hộ dân và doanh nghiệp có thể tăng cường sản xuất, đảm bảo được các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm để xuất khẩu vào thị trường này. Nếu như năm 2022 chỉ có hơn 150 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thì đến năm 2023 con số này đã tăng lên tới gần 175 triệu lượt, tăng trên 23,4 triệu lượt so với năm 2022. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người tham gia bảo hiểm y tế năm 2023 đạt trên 93,3 triệu người, tăng 2,45% so với cùng kỳ 2022. Như vậy, trên 93% dân số được bảo vệ sức khỏe từ bảo hiểm y tế, vượt 0,15% so với Nghị quyết 01 của Chính phủ, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Trong năm 2023, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được triển khai với nhiều giải pháp nhằm đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia, tối ưu hóa các quỹ, góp phần hỗ trợ ổn định cuộc sống của người lao động và chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tin thời tiết, đợt rét đậm rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo còn duy trì trong ngày hôm nay và ngày mai. Cụ thể trong ngày hôm nay có rét hại diện rộng, nhiều nơi có mưa. Mức nhiệt cao nhất tại Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình vào khoảng 10-14 độ C. Dự báo nhiệt độ cao nhất là chiều nay ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa tới Hà Tĩnh sẽ từ 10-14 độ C. Vùng núi sẽ không quá 8 độ C. Đợt rét đậm rét hại diện rộng kéo dài hết ngày mai 29 tháng 1. Người dân cần giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe và có các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Từ ngày 30 tháng 1, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể chấm dứt rét đậm rét hại. Từ ngày 31 tháng 1, trời ấm lên nhanh. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật trên kênh Truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai.